với hồng. Đã được đó. Dạ. Cho mực gỏi đi. Dạ tôm, cua, cá. Dạ rồi. Dạ mở ra luôn giúp con. Hả? Chuẩn bị thả xuống nước luôn. Dạ. À, bây giờ sẽ thả hai bạn tôm tích này để phóng sanh cho gia đình cô Lê Thị Thể được an lạc luôn ạ. Rồi hai bạn tôm tích. Được rồi. Dạ. Tèo ấy cho thả đi tèo. Dạ. Có rổ không? Dạ bỏ cái thùng ạ. À. Rồi tiếp tục thả, tiếp tục thả. Con đợi cô chú sáng giờ đó. Con cảm ơn cô chú nhiều. Rồi anh rộng nước đi Su anh. Anh rộng xuống nước giùm em. Có con tôm đuôi đỏ đẹp vậy.